thế giới đã trải qua hàng trăm ngàn biến cố, thiên tai, ôn dịch, chiến tranh và rất nhiều đại nạn khác vẫn luôn nằm ngoài khả năng chống chọi của con người. Đến như con sâu cái kiến vẫn có được khả năng lắng nghe sự chuyển động của đất trời để bảo trì sự sống, thì những sinh mệnh bậc cao hơn như con người hẳn là sẽ cảm nhận được nhiều hơn. Nhưng tạo hóa từ bi, đất trời vẫn đang ngày đêm cung dưỡng sự sống cho nhân loại. Vậy nên, trước mọi kiếp nạn dù lớn hay nhỏ, thì nhân loại đều nhận được những lời cảnh báo. Liên tục xuất hiện những dự ngôn về bệnh dịch và chiến tranh, về những biến động của xã hội đáng lo ngại mang quy mô toàn cầu. Có những dự ngôn về sự bắt đầu, và cũng có những lời tiên tri về sự kết thúc. Hôm nay, mời quý khán thính giả của Tinh Hoa TV hãy cùng lắng nghe về những lời tiên tri được cho là dự ngôn cuối cùng. Brandon Beast, Khải thị của thần, lời dự ngôn cuối cùng. Ông Brandon Beast ngày càng trở nên nổi tiếng sau những dự ngôn chính xác liên quan đến chính trường Mỹ. Nhà tiên tri này từng miêu tả chi tiết về vụ ám sát cựu tổng thống Trump trước khi nó diễn ra đến 3 tháng. Và khi mọi người chưa kịp hiểu hết những gì đang xảy đến, thì Brandon Beast lại tiếp tục nói rằng ông Trump sẽ bị ám sát lần hai. Ông Brandon Beast còn đưa ra những lời dự ngôn về khủng bố và những tai họa sẽ xuất hiện trong kỳ Thế vận hội Paris 2024, những dự báo đáng sợ về một trận đại dịch tiếp theo có khả năng cướp đi sinh mệnh của 350 triệu người. Những lời tiên tri của ông Beast liên quan đến các vụ ám sát nhắm vào ông Trump là chính xác. Kỳ Olympic Paris 2024 thực sự ẩn chứa nhiều điều dị thường. Về vấn đề dịch bệnh vẫn chưa hề lắng xuống, nhiều người cho rằng những lời dự ngôn của nhà tiên tri này vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Trong một video được đăng tải vào ngày 6 tháng 9 năm 2024, ông Beast đã gợi ý rằng có thể đây sẽ là dự ngôn cuối cùng. Ông đặt tên cho video lần này của mình là Những gì Chúa đã chỉ ra khiến tôi kinh ngạc. Có điều gì đó sắp đến mà thế giới chưa từng thấy trước đây. Khác với những lần trước, mở đầu nội dung chia sẻ, ông Brandon Beast dường như đã không còn giữ được sự bình tĩnh khi nói về ân điển của đấng quyền năng và những cảnh tượng kinh tâm động phách mà ông vừa được cho nhìn thấy. Người xem có thể thấy sự xúc động của ông Beast khi những giọt nước mắt đã xuất hiện trên gương mặt của ông. Tấm màn sẽ được kéo lên, bóng tối sẽ bị phơi bày. Bầu cử Mỹ luôn là tâm điểm chú ý của toàn cầu. Cuộc bầu cử năm 2024 diễn biến đầy kịch tính, với việc ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã trải qua hai lần bị ám sát hụt, và ứng cử viên của đảng Dân chủ Kamala Harris đã trở thành nhân tố bất ngờ khi đột ngột thay thế ông Joe Biden để trở thành đối thủ của ông Trump vào phút chót. Trong những thông điệp mà ông Beast được thần khải thị lần này, có những hình ảnh về một sự việc làm rung chuyển chính trường của Mỹ. Theo ông Beast, đó sẽ là một sự kiện với quy mô lớn và những góc khuất không tưởng, hay nói đúng hơn là phần bóng tối của chính trường Mỹ sẽ bị phơi bày, tấm màn che mắt mọi người sẽ được gỡ bỏ và có rất nhiều người sẽ được tỉnh ra. Ông Beast nói rằng, những người dân vô tội sẽ bị che mắt bằng những dải băng đen, họ đã bị lừa dối mà không hề hay biết. Và giờ đây, mọi thứ sắp được sáng tỏ. Lần đầu tiên mọi thứ sẽ được sáng tỏ, và con người một lần nữa sẽ lấy lại được sự tự do cho mình. Không chỉ giới chính trị, mà những vùng đen tối trong lĩnh vực tài chính của nước Mỹ cũng sẽ bị phơi bày. Ông Beast mô tả rằng, thần đã cho ông nhìn thấy hệ thống tài chính của Mỹ giống như một trò chơi xếp tháp gỗ, rút gỗ Jenga. Các khối gỗ lần lượt được gỡ xuống để lộ ra một cấu trúc ngày càng bất ổn. Điều đó có nghĩa là hệ thống tài chính nước Mỹ bây giờ đây vô cùng mong manh yếu nhược. Ông Beast nói rằng, phần đỉnh của tháp gỗ nhìn trông có vẻ hoàn mỹ không khiếm khuyết, nhưng ở giữa chỉ còn lại một khối để chống đỡ. Một khi khối gỗ đó bị rút ra, toàn bộ tòa tháp sẽ sụp đổ ngay lập tức. Và khi chuyện này xảy ra, người Mỹ sẽ đều hoảng loạn, người dân thế giới cũng sẽ hoảng loạn. Phố Wall sẽ xảy ra hiện tượng bán tháo cổ phiếu, các nhà đầu tư sẽ tranh nhau bán ra, ai cũng muốn bán ra, và khung cảnh sẽ vô cùng hỗn loạn. Những người quan tâm đến thị trường chứng khoán hẳn là vẫn còn nhớ sự kiện vừa xảy ra vào ngày 5 tháng 8 năm 2024 vừa qua, khi nước Mỹ đã chứng kiến 3 chỉ số chứng khoán bất ngờ giảm mạnh ngay ngày thứ hai đầu tuần.
Rất nhiều người đã trải qua một phen lo sợ. Hiện tượng này khiến họ liên tưởng đến sự kiện ngày thứ hai đen tối trong quá khứ. Ngày thứ hai đen tối đó là sự kiện xảy ra vào một ngày thứ hai, nhằm vào ngày 19 tháng 10 năm 1987, khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones của Mỹ sụt xuống 508 điểm, giảm 22,61%. Sự cố này dẫn đến sự tụt giảm toàn diện trên thị trường chứng khoán toàn cầu và gây ra sự hoảng loạn chưa từng thấy trên thị trường tài chính thế giới. Kết quả sau đó là cuộc suy thoái kinh tế những năm 1980. May mắn thay, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào ngày 5 tháng 8 đã không gây ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán toàn cầu. Tuy nhiên, dấu hiệu này cho thấy thị trường đầu tư dường như đang không ổn định. Minh chứng là khi bước sang tháng 9, thị trường chứng khoán Mỹ đã có một khởi đầu rất tồi tệ. Chỉ số Dow Jones đã giảm 626 điểm, dẫn đầu là cổ phiếu chip. Liệu đây có còn là cơ hội để các nhà đầu tư tái thiết và săn lùng những món hời hay không? Hay là đó chính là những dấu hiệu hấp hối của nền tài chính toàn cầu mà ông Biggs đang muốn nói đến? Trong một video được đăng tải trên nền tảng X, ông Biggs nói rằng Chúa đã cho tôi thấy một cuộc đại suy thoái còn tệ hơn những năm 1930. Cột mốc lịch sử 24 giờ. Ông Brandon Biggs cho biết Đấng Sáng Thế đã cho ông thấy thế giới sẽ thay đổi chỉ trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, ông không thể biết chính xác thời điểm mọi thứ sẽ xảy ra. Ông chỉ biết rằng, một khi nó xảy ra, nó sẽ thay đổi triệt để mọi thứ. Ông nhìn thấy rằng những sự vật trong quá khứ giờ đây không còn tồn tại. Tất cả đều phát sinh những biến hóa toàn diện và kinh ngạc. Ông Biggs nhắc đến hình ảnh những người Israel về sự kiện người Israel từng rời khỏi Ai Cập, về việc nhìn thấy một sự di chuyển tài phú một cách siêu nhiên. Ông nói rằng tài sản khổng lồ mà những kẻ ác đã tích lũy sẽ được chuyển giao cho những người trung nghĩa, lương thiện. Và sự chuyển giao thần kỳ này được diễn ra như thế nào? Thì với khả năng tư duy cố hữu của nhân loại sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi. Internet biến mất. Mọi người đã bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó mạng Internet sẽ biến mất và nền tảng video quen thuộc như YouTube sẽ bị xóa bỏ khỏi cuộc sống của chúng ta hay không? Internet đã là một phần không thể thiếu trong đời sống con người hiện đại. Việc bỗng dưng Internet biến mất sẽ khiến cuộc sống của con người đảo lộn. Công việc, học hành, sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất, v.v. Tất cả các lĩnh vực đều đảo lộn, thậm chí là có phần nguy hiểm đến sự an toàn cho nhân loại nếu không có phương thức chuẩn bị đủ lớn. Ông Biggs cho hay, Đấng Sáng Thế muốn thông qua ông để cảnh báo cho thế nhân về những đại nạn và sự thay đổi lớn sắp tới. Xuất phát từ việc muốn chia sẻ những cảnh báo mà thần linh muốn mang đến cho con người, giúp họ thay đổi và sống sót qua thảm họa. Có một khoảng thời gian, ông Biggs thường xuyên làm những video tiên tri. Ông cũng kết nối với các nhà dự ngôn khác nhau, với hy vọng sau chuỗi những gì mọi người biết, để có thể có được một thông điệp hoàn chỉnh hơn cho người xem. Nhưng ông Biggs biết rằng, ở thời đại ngày nay, luôn có người tin và những người không tin điều ông nói. Ông cũng ý thức được rằng, ở đâu có khen ngợi thì ở đó có chỉ trích. Và quan trọng hơn là những dự báo tương lai của ông rất có thể đã động chạm đến lợi ích của một số người. Vì vậy, ông Biggs phải chịu đựng rất nhiều vấn đề khác nhau trong quá trình đưa ra những dự ngôn này. Ông tâm sự rằng có nhiều đêm mình đã ngồi đó và khóc vì bản thân chịu đựng quá nhiều áp lực. Tuy nhiên, Đấng Sáng Thế đã đến bên ông và nói: Brandon, hãy mãi mãi bảo trì sự khiêm nhường. Brandon, đừng bao giờ tìm kiếm sự khen ngợi của con người. Ông Biggs nói rằng mình ý thức được kênh YouTube Last Day, hay tên tiếng Việt là Những Ngày Cuối Cùng của ông được lập ra không phải vì muốn nhận được những lời khen ngợi ở phần bình luận, cũng không phải để ông cảm thấy tự mãn về điều nào đó. Biggs nói rằng ông chỉ làm những việc mình nên làm những gì thần bảo ông làm, và ông hy vọng rằng sau khi hoàn thành toàn bộ hành trình có thể được thần linh ngợi khen. Nhà tiên tri này cũng chia sẻ rằng Đấng Sáng Thế cũng đã nói với ông đại ý rằng: Brandon, đừng bao giờ lên sóng và xin tiền của người ta, dù chỉ một lần cũng không được. Nếu con làm video để kiếm tiền thì kênh này sẽ không còn tồn tại nữa. Ông Biggs cho hay hiện tại có rất nhiều người viết ra những bài hát ca ngợi thần. Họ cũng nói về những thần tích hoặc chia sẻ những dự ngôn như ông. Nhưng mục đích không thực sự trong sáng. Một số họ là mong muốn giành được những giải thưởng lớn như giải Grammy. Họ cũng có thể mong muốn có được hợp đồng để bán sách kiếm tiền.
hoặc đơn giản họ chỉ muốn được mọi người sùng bái ngưỡng mộ. Và một khi có ý tưởng truy cầu danh lợi thì tai họa sẽ giáng xuống, những gì họ đang có sẽ biến mất chỉ sau một đêm. Những khải thị từ thần linh yêu cầu ông Beast hãy dừng dành quá nhiều thời gian để làm về những dự ngôn trên kênh YouTube của mình nữa. Hãy ngừng nói với mọi người về sự sụp đổ tài chính. Hãy ngừng nói về việc nó diễn ra khi nào và ở đâu. Vì sự sụp đổ đang đến gần, khi mọi thứ xảy ra, nó sẽ khiến mọi người bàng hoàng và sẽ giúp họ thức tỉnh. Đích đến của những dự ngôn. Ông Beast nói rằng, những dự ngôn về các thảm họa trong tương lai mà ông được phép nói ra đều có mục đích. Tuy nhiên, những dự báo này không đơn giản là yêu cầu mọi người nên có sự chuẩn bị ứng phó. Nó không hề giống như việc chăn chóng nhà cửa trước cơn bão hay tích trữ lương thực trước nạn đói. Mà cao xa hơn, những dự ngôn muốn nói cho mọi người biết được sự tồn tại của thần. Và người ta sẽ biết được rằng, thời khắc sáng thế chủ xuất hiện sắp đến. Thần linh nói với Beast rằng, mọi người không thể dựa vào việc nhận thông tin từ người khác vì sẽ sớm không còn YouTube, cũng chẳng còn Internet nữa. Nếu tất cả tiếng nói của những nhà tiên tri đã biến mất, thì mọi người nên làm gì? Mọi người nên học cách tự mình nhận được sự khải thị của thần. Từ đó, mọi người đều có khả năng tự mình tìm được những chỉ dẫn. Ông Beast được khải thị rằng, hãy dạy cho người ta cách câu cá thì tốt hơn là mang cho người ta một con cá. Vì vậy, ông đã quyết định nói lên những điều này. Hãy thuần khiết như một đứa trẻ. Ông Beast khuyên mọi người nên khôi phục niềm tin vào thần, và niềm tin đó phải thực sự trong sáng. Nó không được là một niềm tin hình thức hay vụ lợi. Brandon Beast hy vọng rằng, những vị thần hy vọng mọi người có thể lấy lại được sự hồn nhiên và giản dị như những đứa trẻ. Đừng theo đuổi hoạt động tôn giáo hình thức, mà hết thảy mọi thứ phải xuất phát từ trái tim chân thành, thuần khiết. Ông Beast sử dụng hình ảnh một đứa trẻ 5 tuổi để nói về vấn đề này. Ông nói rằng, khi đứa trẻ nói, "Bố ơi, con yêu bố," thì nó chỉ chân thành bày tỏ tình cảm của mình và mong muốn được bố dành thời gian và sự quan tâm. Chỉ đơn giản là niềm hy vọng được ở bên bố. Đối với đứa trẻ mà nói, nó không hề có ý tưởng vụ lợi nào cả. Nhân loại đang đối mặt với những thiên tai dịch bệnh triền miên. Có vẻ như những dự ngôn của các nhà tiên tri về vấn đề này đang dần ứng nghiệm. Kể từ thời điểm đại dịch Covid cho đến hôm nay, điều mà nhân loại nhận thức được nhiều nhất là sự nhỏ bé của mình. Đứng trước thiên tai ôn dịch, sinh mệnh con người trở nên rất nhỏ bé. Ông Beast nói rằng, con người cũng đừng nên quá lo lắng, mà thay vào đó hãy là sự sám hối. Ông khuyên mọi người, nếu có thể, hãy viết ra những điều bản thân đã làm sai và thành tâm cầu xin sự tha thứ từ thiên thượng. Nên tin hay không tin? Quý khán thính giả thân mến, lời khuyên của ông Brandon Beast hoàn toàn có cơ sở. Bởi lẽ trời đất có đức hiếu sinh, thiên tai thảm họa tạo ra không phải để hại con người, mà chỉ là để cảnh tỉnh thế nhân. Chỉ có những thế lực xấu xa không chịu cải biến thì mới phải đối diện với những hình phạt thích đáng. Ông Beast cũng như những nhà tiên tri khác từng cảnh báo về một trận đại dịch đáng sợ hơn cả Covid đang chờ đợi nhân loại trong tương lai. Tuy nhiên, con người cũng không nên quá sức lo ngại cho điều này. Việc cần thiết nên làm của nhân loại lúc này là sự tỉnh thần và làm cho bản thân mình ngày càng trong sáng hơn. Trong khi những phương thức chữa bệnh của Tây Y tỏ ra hơi bị động trước những đại dịch gần đây, thì trong Đông Y từ xưa vẫn có một nguyên tắc phòng bệnh rằng khi chính khí mạnh thì tà khí sẽ rút lui. Điều này càng củng cố thêm những lời khuyên từ ông Beast. Con người không thể nào biết được những nguy cơ thảm họa gì đang chờ đợi mình trước mắt. Họ chỉ có thể quyết định việc trở nên thiện lương và trong sáng hơn, như câu nói của người xưa. Người thiện thì phúc chưa đến mà họa đã rời xa. Ông Brandon Beast muốn gợi ý rằng video lần này là lời tiên tri cuối cùng. Căn bản là vì ông đã nói ra những điều cuối cùng mà những nhà tiên tri đều muốn nói. Những nhà tiên tri nhận được sự phó thác của thần về việc cảnh tỉnh thế nhân, giúp họ đạo đức hồi thăng, liên quan những thảm họa mà con người sắp phải đối mặt. Dù có được dự báo hay không, thì con người cũng không thể đủ sức ngăn cản chúng diễn ra. Đạo trời cũng có sự nghiêm khắc, và những ai không chịu đổi thay, không tự thân mình hoãn cải, sẽ phải đối diện với sự đào thải. Lời tiên tri cuối cùng trên không nói về tai họa, mà thực chất là báo hiệu về một thời kỳ mới
với sự triển hiện huy hoàng của những vị thần. Những người thiện lương rồi sẽ lại được chăm sóc trong một thế giới thánh khiết. Những gì đáng sợ nhất, xấu xa nhất sẽ bị loại bỏ. Con người sẽ được vui sống trong bình an. Và tất nhiên, việc có tiến nhập được vào thời kỳ tốt đẹp đó hay không là do tâm của mỗi người lựa chọn.